Xuất Ai Cập Ký Chương 6. Lúc ấy Chúa phán với Môi-se: Bây giờ con sẽ thấy việc ta làm cho Pharaoh, vì tay quyền năng của ta, vua ấy sẽ trục xuất dân ra khỏi xứ. Đức Chúa Trời phán tiếp với Môi-se: Ta là Chúa, ta đã hiện ra với Abraham, Isaac và Jacob với danh hiệu Đức Chúa Trời toàn năng. Nhưng ta không hề tỏ cho họ danh hiệu Chúa. Ta cũng lập ra ước với họ để ban cho họ sự Canaan, là xứ họ đã kiều ngụ như người ngoại quốc. Ta đã nghe tiếng ta thán của dân Israel, là dân bị người Ai Cập bắt làm nô lệ. Và ta nhớ lại giao ước ta, và ta nhớ lại giao ước của ta. Vậy, con hãy nói với dân Israel rằng, ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi ách của người Ai Cập. Ta sẽ phóng thích các ngươi khỏi vùng nô lệ. Ta sẽ cứu chuộc các ngươi bằng cách. Ta sẽ cứu chuộc các ngươi bằng cánh tay đưa thẳng ra và đoán phạt người Ai Cập với các việc quyền năng. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta và ta làm Đức Chúa Trời các ngươi. Khi đó các ngươi sẽ biết ta là Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Đấng đem các ngươi ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Ta sẽ đem các ngươi vào xứ ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Ta sẽ cho các ngươi xứ ấy làm sản nghiệp. Ta là Chúa. Môi-se thuật lại những lời này cho dân Israel, nhưng họ không chịu nghe ông, vì họ thất vọng và vì ách nô lệ quá nặng nề. Chúa lại phán bảo Môi-se: Con đến nói với Pharaoh, hãy để cho dân Israel ra khỏi xứ. Nhưng Môi-se thưa với Chúa: Nếu dân Israel đã không nghe con, là người nói ngập ngừng hay sao? Chúa lại phán với Môi-se và A-rôn về dân Israel và về Pharaoh vua Ai Cập. Ngài truyền lệnh cho họ đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Gia phả của Môi-se và A-rôn. Sau đây là danh sách các trưởng tộc của họ. Các con trai của Ru-bên, trưởng nam của Israel là Hê-nóc, Phá-lu, Hết-rôn, Cát-mi, đó là các tộc trưởng của Ru-bên. Các con trai của Simeon là Jemuel, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Sô-ha và Sau-lơ, có mẹ là người Canaan. Đó là các tộc của Simeon. Đây là tên của các con trai Nevi theo gia phả Gerson, Kehat và Merari. Lê-vi thọ 137 tuổi. Các con trai của Gerson tùy theo tộc là Libni và Simi. Các con trai của Kehat là Amram, Ritseha, Hebron và Usien. Kehat thọ 130 tuổi. Merari có hai con trai, Magni và Musi. Amram cưới Jekebet là cô mình, sinh Aaron và Môi-se. Amram thọ 137 tuổi. Đít-xê-ba có ba con trai, Cô-rê, Nê-phết và Siê-ri. U-si-ên cũng có ba con trai, Mi-sa-ên, En-sa-phan và Sít-ri. A-rôn cưới En-ni-xê-ba, con gái Aminadab, em Nahason. Các con trai họ là Nadab, Abihu, Eleasa, Ithama. Các con trai của Kore là Asi, Enkana và Abi Asa. Eleasa con Aaron cưới con gái Phutien, một trong những con trai của họ tên là Phinea. Đó là các trưởng tộc Levi và gia đình họ. Gia phả trên cho ta biết qua gốc tích Aaron và Môi-se, hai người nhận lệnh Chúa đem toàn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Chính họ đã đi yết kiến Pharaoh vua Ai Cập để xin cho dân Israel ra đi. A-rôn là phát ngôn cho Môi-se. Chúa cũng đã bảo Môi-se: Ta là Chúa, đi gặp Pharaoh, truyền lại cho vua ấy mọi lời ta đã bảo. Vào lúc ấy Môi-se có thưa: Con ăn nói vụng về, làm sao thuyết phục Pharaoh được?